5 loại nước là vua giải độc gan bạn đã biết chưa? Loại thứ nhất đó là nước đậu xanh. Với người bị bệnh gan mãn tính thì đậu xanh là một bài thuốc dân gian giúp thanh nhiệt giải độc gan vô cùng hiệu quả. Thứ hai là nước bí đao. Theo đông y thì nước bí đao có tính mát vị thanh, giúp hỗ trợ thanh nhiệt giải độc gan vô cùng hiệu quả. Ngoài ra nó còn rất an toàn và không có các hóa chất độc hại. Thứ ba là nước gạo lứt. Gạo lứt có giá trị dinh dưỡng rất cao, rất tốt cho sức khỏe của lá gan. Bạn có biết không, nước gạo lứt vô cùng giá trị với những người bị nóng trong, nổi mụn nhọt, uống rượu bia và hút thuốc lá. Bởi vì vỏ cám của chúng có chứa một chất dầu đặc biệt, có tác dụng điều khí, giải độc gan và ngăn chặn những bệnh về tim mạch. Thứ tư là nước rau má, có tính mát, vị đắng nhưng lại có tác dụng giống như một vị thuốc làm mát gan cực kỳ hiệu quả. Và thứ nước này lại còn rất rẻ nữa nha. Thứ năm là nước đậu đen, có chứa rất nhiều vitamin và muối khoáng, đặc biệt trong thành phần của đậu đen còn có chứa chất giúp cho quá trình thải độc gan vô cùng hiệu quả. Nếu bạn cũng đang lo lắng về sức khỏe của lá gan hoặc biết ai đó đang có vấn đề về gan thì hãy lưu lại để áp dụng và chia sẻ cho bạn bè, người thân để cùng Thuận gieo hạt sức khỏe nha bạn. Bích Thuận cùng gia đình bạn khỏe đẹp mỗi ngày.